con đường sập bẫy nợ Trung Quốc phải giao đất cảng của Sri Lanka được nhắc đến như một ví dụ điển hình của bản chất một vành đai, một con đường. Ban đầu, các khoản vay từ Trung Quốc thường sẽ có mức lãi suất thấp từ 1 đến 2%, sau đó gia tăng lên đối với khoản vay tiếp theo. Và khi con mồi đã cắn câu, các con nợ buộc phải tiếp tục vay thêm tiền từ chính quyền Bắc Kinh để đảo nợ, vay mới để trả nợ cho các khoản vay cũ đến hạn. Bất chấp các rủi ro về quyền tiếp quản đất đai, khai thác tài nguyên của nước đi vay mà Bắc Kinh đòi hỏi. Bên cạnh đó, các khoản tín dụng mà Trung Quốc cấp cho quốc gia vay nợ thường đi kèm với điều khoản sử dụng nhân công, nhà thầu thi công do phía Trung Quốc chỉ định, dẫn đến việc người dân Trung Quốc nghiễm nhiên được ra vào tự do tại các khu vực dự án. Với chiến lược phủ đầy nợ lên các quốc gia đi vay bằng những khoản tín dụng ưu đãi, Trung Quốc gần đây đã nổi lên như một đế quốc chủ nợ kiểu mới. Cụ thể, thống kê của tờ New York Times cho biết, có đến 2/3 trong số 50 cảng biển lớn nhất thế giới, trong đó có Việt Nam, đều có bàn tay của chủ nợ Trung Quốc. Cùng với gói ngân sách khổng lồ dành cho dự án thế kỷ một vành đai một con đường, Bắc Kinh đã gia tăng sự hiện diện tại các điểm nóng từ khắp châu Á cho tới châu Âu, sang tận châu Phi mà không mất quá nhiều công sức. Hãy cùng nhìn lại con đường đã đưa Sri Lanka đến với chiếc bẫy nợ của Trung Quốc do trang Geopolitical Futures tổng kết lại sau đây. Năm 2007, Trung Quốc cho Sri Lanka vay 307 triệu đô với lãi suất 1-2% để xây dựng cảng biển Hambantota với điều kiện sử dụng nhà thầu do Bắc Kinh chỉ định. Năm 2009, Tổng thống Rajapaksa nhanh chóng cho mở cửa cảng Hambantota. Năm 2012, để hoàn thiện các công trình đang dở dang, Tổng thống Rajapaksa tiếp tục tìm đến Trung Quốc để vay 757 triệu đô với lãi suất 6,3%. Năm 2015, ông Maithripala trở thành tân tổng thống của Sri Lanka. Năm 2016, Sri Lanka tiếp tục vay thêm 1 tỷ đô từ Trung Quốc để thanh toán cho các khoản vay cũ đến hạn. Trung Quốc không cho phép Sri Lanka ghi nợ, mà yêu cầu Sri Lanka chia sẻ 85% vốn sở hữu cảng Hambantota cho một công ty Trung Quốc. Sau khi có được hợp đồng thuê cảng 99 năm, các công ty Trung Quốc lập tức hối chính phủ Sri Lanka giao thêm quỹ đất rộng 15.000 mẫu quanh cảng Hambantota để xây dựng các khu công nghiệp. Tuy nhiên, tham vọng bành trướng của Trung Quốc dường như đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi phát. Điều này đã khiến Trung Quốc phần nào bị phân tán tập trung, nền kinh tế đối diện nguy cơ khủng hoảng khi thị trường chứng khoán đại lục lao dốc không ngừng kể từ thời điểm Trump đánh thuế lần đầu tiên vào tháng 6. Trong tình huống đó, nhiều quốc gia đang tìm cách thoát khỏi chiếc bẫy nợ của Trung Quốc như Malaysia, Úc và chính bản thân Sri Lanka. Bài học từ quốc gia này sẽ không bao giờ cũ đối với các nước có tỷ lệ vay nợ nước ngoài cao, đặc biệt là vay nợ từ Trung Quốc.